Tôi vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tự tìm những nét xưa trong xây dựng nông thôn mới được nhiều địa phương trong tỉnh Hưng Yên quan tâm. Du lịch tâm linh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhiều giải pháp đã được các địa phương và ngành du lịch đưa ra để kích cầu du lịch nội địa. Tình trạng sạt lở kè bờ bãi sông đã và đang diễn ra nghiêm trọng trên nhiều tuyến sông ở thành phố Hà Nội. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong khi thị trường Trung Quốc chiếm 61% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả ở nước ta, giảm 29%, thì xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Thái Lan lại tăng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm nay, rau quả Việt xuất sang Thái Lan đạt gần 58 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 244% so với cùng kỳ năm ngoái. Thanh long là mặt hàng chiếm thị phần cao nhất với 35% tổng giá trị xuất khẩu rau quả, đạt 424 triệu đô la Mỹ. Chuối đạt hơn 83 triệu đô la Mỹ, chiếm 6,8%. Tiếp theo là các loại trái cây khác như dưa hấu, sầu riêng, nhãn cũng xuất khẩu nhiều sang các nước khác. Theo Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 5 năm 2020 ước đạt 275 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 5 tháng của năm 2020 đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2019. Những năm gần đây, Sơn La được biết đến là một tỉnh đi đầu trong sản xuất nông nghiệp với nhiều loại cây trồng có thế mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, để sản phẩm có uy tín và đứng vững trên thị trường thì điều kiện tiên quyết là chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, sản xuất hữu cơ đang là hướng đi được tỉnh Sơn La tập trung đẩy mạnh. Đây là vườn xoài của Hợp tác xã Nông nghiệp An toàn Trường Hạc, huyện Yên Châu. Sau hơn 10 năm hoạt động, việc sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn đã mang lại những kết quả tích cực cho thành viên của Hợp tác xã. Trung bình hàng năm, Hợp tác xã xuất khẩu trên 50 tấn xoài tượng da xanh sang các thị trường như Australia, Trung Quốc. Nhờ đó, thu nhập của các thành viên Hợp tác xã đạt bình quân 200 triệu đồng mỗi năm. Còn vườn xoài hơn 3 năm tuổi này của ông Nguyễn Hương Long, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Trường Xuân, huyện Vân Hồ, có diện tích gần 7 hecta. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, cây xoài ở đây luôn có đủ kích cỡ quả và có thể ra 3 lượt trong một vụ. Đáng chú ý, tất cả phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều được ông tự sản xuất bằng các thành phần hữu cơ, an toàn. Những thành công của Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Hạc và Trường Xuân chỉ là hai trong rất nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ đang mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Sơn La. Có được thành tựu đó là nhờ quyết tâm của cả ngành nông nghiệp lẫn công sức của người dân địa phương. Từng là vùng trồng ngô lớn nhất cả nước, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Sơn La đã nhanh chóng bứt phá trở thành vựa cây ăn quả lớn thứ hai của cả nước với tổng diện tích trên 71.000 ha. Đến nay, tỉnh Sơn La đã duy trì và phát triển được 73 chuỗi cung ứng hoa quả an toàn với tổng diện tích sản xuất trên 1.550 ha, sản lượng ước tính đạt 13.000 tấn mỗi năm. Tham gia chuỗi cung ứng có 78 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất cây ăn quả được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Phải xác định được vùng sản xuất đó là vùng sản xuất an toàn. Thứ hai nữa là chất lượng sản phẩm là tiêu chí đầu tiên. Vì chất lượng sản phẩm thì nó gắn liền với cái thị trường tiêu thụ, gắn liền với thị trường xuất khẩu. Trong hơn 500 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp thì hướng dẫn các hợp tác xã là chuyển dần sang hình thức đó là sản xuất cho nông nghiệp theo hướng hữu cơ để đảm bảo đây là nông sản sạch, đảm bảo thương hiệu sản phẩm và đảm bảo giá trị gia tăng của sản phẩm đó. Năm 2020, tỉnh Sơn La định hướng sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn 6,5 tỷ đồng cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời gắn với các chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, từng bước thay đổi phương thức làm nông nghiệp hướng tới sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững. Thời gian qua, nắng nóng kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng phát triển của các loại cây cảnh, cây ăn quả. Tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, các nhà vườn đang nỗ lực để đối phó với thời tiết cực đoan nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Trong suốt những ngày nắng nóng vừa qua, hầu hết những người trồng quất cảnh ở huyện Văn Giang đều liên tục có mặt trên các cánh đồng, vừa là để chăm sóc, bổ sung nước và dinh dưỡng cho cây, vừa là để tỉa bỏ bớt hoa quả non. Bởi nắng nóng kéo dài đã làm ức chế bộ rễ dẫn đến cây ra hoa sớm, trong khi đó phải đến tháng 6 âm lịch mới là thời điểm lấy quả cho dịp Tết. Với những vườn bưởi cảnh, do nắng nên nhiệt độ cao kéo dài nhiều ngày nên làm cho cây chậm phát triển dẫn đến không nuôi được quả ghép, nhất là với vườn đang hoặc vừa tiến hành ghép quả, song nếu không có biện pháp che nắng cho quả và bảo vệ vết ghép rất dễ bị teo cuống và héo cành ghép dẫn đến rụng quả.
Các nhà vườn cho biết những ngày này hầu hết đều phải tưới nước đều đặn ngày 2 lần sáng sớm và chiều tối. Nhiều vườn dùng rơm cỏ và các vật dụng khác che phủ gốc để giữ độ ẩm cho cây. Tuy nhiên, nhiều vườn mới đôn đảo, cây cũng đã bắt đầu có hiện tượng bị héo lá. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm gần đây, người dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại trang trại, từ đó đem lại nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy ngành chăn nuôi của huyện phát triển bền vững. Những năm gần đây, ngành chăn nuôi được huyện Hoàng Su Phì chú trọng phát triển theo hướng hàng hóa. Với nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ, đến nay toàn huyện có 36 gia trại và một trang trại chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, giá trị ngành chăn nuôi chiếm 24,48% tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định từ 3% trở lên đối với trâu, bò, dê và từ 6% trở lên đối với lợn, gia cầm. Những năm qua, việc phát huy lợi thế, xây dựng các mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại đã và đang trở thành hướng đi bền vững trong công tác xóa đói giảm nghèo tại các xã, thị trấn của huyện Hoàng Su Phì. Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, làng quê Việt Nam luôn gắn liền với những gian nhà cổ cùng hình ảnh cây đa giếng nước sân đình như thể hiện nét văn hóa truyền thống của bao thế hệ người Việt. Chính vì vậy, việc gìn giữ nét làng xưa trong xây dựng nông thôn mới được nhiều địa phương trong tỉnh Hưng Yên chú trọng quan tâm. Đối với mỗi người dân thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, cụm di tích kiến trúc nghệ thuật đỉnh chùa Con Kim Ao Làng luôn là một di sản quý báu, là niềm tự hào của mỗi người con nơi đây. Trải qua quá trình xây dựng nông thôn mới, những con đường bê tông trải dài, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, nhưng nơi đây vẫn được giữ gìn vẹn nguyên những nét làng xưa với cây đa bến nước là điểm đến chứng kiến mọi sinh hoạt văn hóa lễ hội trong những dịp quan trọng của địa phương. Cụm di tích đình chùa này là một trong những di tích đã được tỉnh công nhận. Và đây là cái công trình mà các cụ trong làng từ ngày xưa đã bỏ nhiều công sức xây dựng. Bây giờ các thế hệ của chúng tôi phải có trách nhiệm giữ gìn và căn cứ vào đó để làm cái tài liệu sống để giáo dục cho con cháu. Ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động vẫn còn giữ nguyên những nét cổ kính của một miền quê xưa với hệ thống di sản di tích và các nhà thờ dòng họ được bảo tồn. Hiện nay toàn thôn còn 5 cổng nhà cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi. Ẩn chứa trong mỗi di tích ấy là những câu chuyện về truyền thống, những giá trị văn hóa vật chất tinh thần của thế hệ ông cha đi trước. Chính vì thế, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân ở đây luôn đồng thuận, tích cực ủng hộ tiền của ngày công để trùng tu tôn tạo và gìn giữ những nét truyền thống di tích xưa của địa phương. Chúng tôi đã họp và bàn và đã phát động nhân dân để trùng tu những cái cảnh quan di tích của địa phương và hàng năm vẫn được tôn tạo và nhân dân cũng đồng tình ủng hộ cho địa phương để xây dựng giữ lại những cái nét đẹp truyền thống của cha ông từ xưa tới nay. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự đầu tư xây dựng những công trình phúc lợi hiện đại, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn còn giữ nguyên vẹn những nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống. Có thể kể đến như những nếp nhà cổ ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tục lấy nước đầu năm ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, làng nghề đan đó sọ truyền thống ở xã Thổ Sĩ, huyện Tiên Lữ, nét độc đáo trong lễ hội chữ đồng tử Tiên Dung ở huyện Khoái Châu. Với ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, nét làng xưa, biểu tượng, giá trị văn hóa mà cha ông đã làm cho làng quê ngày càng đẹp và đáng sống hơn. Được tỉnh Phú Thọ lựa chọn và chỉ đạo xây dựng thành vùng du lịch trọng điểm, Đảng bộ và Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy đã có những bước đi và hành động tích cực để phát triển hoạt động này. Và thực tế, huyện Thanh Thủy đã bước đầu có những kết quả rõ nét. Điều này tạo tiền đề tốt cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhất là trong bối cảnh thúc đẩy du lịch sau dịch bệnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện ủy Thanh Thủy đã ban hành nghị quyết số 03 về phát triển du lịch huyện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, cùng với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng, giao thông kết nối với thủ đô Hà Nội
và các tỉnh lân cận. Thanh Thủy đặc biệt chú ý thu hút đầu tư và du lịch. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là tập trung vào để mà thu hút đối với các doanh nghiệp để đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo cái diện mạo mới. Nhưng cái quan trọng nữa là chúng tôi đã tập trung vào cái việc mà đó là tạo ra cái môi trường hấp dẫn. Đồng thời đó, trên cơ sở những cái khó khăn thuận lợi hàng năm thì Ban Thường vụ đã tập trung vào tháo gỡ những cái khó khăn đó để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển tốt nhất. Chính từ định hướng này, nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn đã quan tâm về nghiên cứu, khảo sát và đầu tư trên địa bàn. Đến nay, Thanh Thủy đã có hàng chục dự án đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, hình thành hệ thống các khu resort, vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ sang trọng. Ở huyện Thanh Thủy đây là các anh rất ủng hộ các doanh nghiệp đến đây để phát triển về du lịch. Cho nên là mọi cái vấn đề, thứ nhất là thiên nhiên này, thứ hai là con người này, thứ ba là về nhân dân này, tất cả mọi thứ là ủng hộ về du lịch. Cho nên các doanh nghiệp đến đây chúng tôi làm rất thoải mái để tạo cái công việc để làm du lịch cho Thanh Thủy. Tiềm năng du lịch Thanh Thủy là có. Thứ nhất là nước khoáng nóng, thứ hai là nông nghiệp sạch và thứ ba là môi trường sinh thái. Đây là cái mà các cái nhà đầu tư họ hay nhầm vào, bởi vì làm gì thì phải đáp ứng được yêu cầu của khách. Khi họ đến thì phải đáp ứng thứ nhất là an toàn, cái thứ hai nữa là các cái sản phẩm mới đáp ứng cho người ta là người ta được trải nghiệm, được thưởng thức. Chất lượng sản phẩm du lịch từng bước được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của khách tham quan. Dịch vụ đa dạng, giá cả phù hợp, phong cách phục vụ thân thiện. Thanh Thủy đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là trong những dịp nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần. Minh chứng là lượng khách lưu trú năm 2019 đã tăng gấp 3 lần so với năm 2015. Cùng với đó, huyện Thanh Thủy sẽ tiếp tục đầu tư tạo ra các sản phẩm du lịch mới để tăng tính hấp dẫn, cạnh tranh, đồng thời nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong quản lý du lịch, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện. Với nhiều kỳ quan thiên nhiên, xanh lam thắng cảnh đẹp, di tích lịch sử văn hóa, Tuyên Quang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, du lịch Tuyên Quang gặp nhiều khó khăn. Để thu hút du khách, kích cầu du lịch, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều giải pháp. Năm 2019, Tuyên Quang thu hút được gần 2 triệu lượt khách, đạt 104% kế hoạch, tăng trên 10% so với năm 2018. Doanh thu xã hội về du lịch đạt trên 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch Tuyên Quang đang có dấu hiệu chững lại nên cần những giải pháp để bứt phá. Theo chúng tôi thì định hướng tới đây của du lịch Quang Tiên tập trung cho du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, nông nghiệp nông thôn và gắn với lại nghỉ dưỡng và khám chữa bệnh. Và song song với đó, tôi nghĩ rằng là cái việc cần phải triển khai ngay bây giờ là cùng với việc là tạo sản phẩm du lịch thì phải tăng cường cái đào tạo. Bên cạnh những lợi thế, tỉnh Tuyên Quang còn rất nhiều khó khăn trong phát triển du lịch. Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển du lịch chưa cao, chưa khai thác được hết tiềm năng thế mạnh tại địa phương. Để kích cầu du lịch trong cái thời gian tới thì trung tâm cũng sẽ phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp, với các cái đơn vị nhà hàng, khách sạn để triển khai các cái gói để kích cầu du lịch như giảm giá này, khuyến mại các tour tuyến này, và đồng thời cũng phối hợp với các huyện thành phố để đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch của các địa phương. Tuyên Quang có nhiều danh thắng thiên nhiên, hồ sinh thái Na Hang Lâm Bình, nơi được ví như Hạ Long trên cạn giữa đại ngàn. Hy vọng với nhiều giải pháp sắp được triển khai, thời gian tới Tuyên Quang sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Dịch bệnh COVID-19 diễn ra đúng các tháng đầu năm, vì vậy hoạt động du lịch của các tỉnh chủ yếu khai thác du lịch tâm linh bị ảnh hưởng nặng nề. Khi dịch được cơ bản kiểm soát, không có lợi thế về du lịch biển, các địa phương như Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội đã gặp không ít những khó khăn để kích cầu du lịch nội địa. Khu du lịch Tam Trúc, tỉnh Hà Nam những ngày này đã có những tín hiệu tích cực khi có khách hành hương mỗi ngày, mặc dù vậy, lượng khách còn khá rải rác.
Để kích cầu khách nội địa mùa thấp điểm, tỉnh Hà Nam đã phát động hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Và hoạt động đầu tiên là liên kết phối hợp với các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng và nhiều đơn vị lữ hành để tìm ra những giải pháp phục hồi du lịch sau dịch COVID-19. Tại quần thể du lịch Bái Đính Tràng An cũng tương tự, lượng khách đã có nhưng không đông, khiến thu nhập của nhiều lao động trong ngành vẫn bị ảnh hưởng. Dù tỉnh Ninh Bình đăng cai năm du lịch quốc gia 2020, nhưng cho đến thời điểm này, chưa một hoạt động nào được triển khai do tác động của dịch. Tìm ra những sản phẩm dịch vụ mới, giảm giá kích cầu du lịch nội địa, các địa phương Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội còn kỳ vọng vào tour, hành trình con đường di sản, kết nối ba điểm du lịch quan trọng là Chùa Hương Tam Trúc và Bái Đính Tràng An được hình thành sẽ giúp du lịch tâm linh không còn khái niệm mùa thấp điểm. Không có lợi thế về du lịch biển, các địa phương này vẫn đang tích cực thực hiện các chương trình kích cầu với kỳ vọng lấy lại đà phục hồi khách nội địa từ tháng 9 trở đi. Mặc dù tuổi đã gần 90, nhưng ông Phạm Thế Nhạc ở thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vẫn tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội, làm từ thiện tại địa phương. Ngay từ những năm đầu có chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, với tư duy xóm mở rộng được đến đâu, ông đầu tư đến đó, ông Phạm Thế Nhạc đã ủng hộ 400 triệu đồng mở rộng con đường dài trên 300 mét. Trước đây đường chỉ 2 mét, đến nay chiều rộng bình quân là 4 mét. Nhờ đó, việc sinh hoạt của bà con thuận lợi hơn. Ông Nhạc đưa tài trợ dài từ trên đê về đến qua nhà tổ này. Đường xá trước này nội bản thiếu, bây giờ là đường bê tông gọn gàng, đẹp đẽ. Khi về đây ấy, thì xác định mình ấy là có trách nhiệm với quê hương. Cho nên cái gì tôi có điều kiện làm được thì tôi cố gắng làm. Bên cạnh việc ủng hộ xây dựng đường giao thông nông thôn, ông Nhạc còn quyên góp hơn 100 triệu đồng cho công trình văn hóa, hỗ trợ trên 1 tấn gạo, ủng hộ các hộ nghèo để phòng chống dịch COVID-19, bảo trợ cho cháu Phạm Thị Loan mỗi tháng 1 triệu đồng trong 4 năm học đại học. Ông là tấm gương sáng về sự sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng. Thành phố Hà Nội có 7 con sông chảy qua địa bàn. Những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân mà tình trạng sạt lở kè, bờ bãi sông đã và đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại một số đoạn tuyến trên sông Hồng, sông Đà, sông Đáy và sông Bùi. Với tốc độ sạt lở nhanh chóng cùng với diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu thì sự an toàn cho các công trình đê điều đang là vấn đề được đặt ra, nhất là khi mùa mưa lũ đã cận kề. Đây là tuyến kè dài hơn 1 km, nằm trên địa phận hai xã Vân Phúc và Xuân Đình, huyện Phúc Thọ. Theo đại diện chính quyền địa phương, thì tuyến kè này có bề rộng từ chân tới mái kè là 7 mét. Tuy nhiên đến nay cả tuyến kè dài đang dần biến mất từ ngày do sạt lở. Tính từ là đất nông nghiệp nhân dân ở Xuân Xuân này chạy ra đến vỡ nước là nó mặt rộng của cái đường đá kè đá khoảng 6-7 mét. Đến bây giờ là hầu như lở hết rồi. Đấy đoạn này trực tiếp là cái đoạn này là lở hết rồi. Tuyến kè Vân Phúc được nhà nước đầu tư xây dựng vào năm 2013 với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên do biến đổi dòng chảy và nạn cát tặc lộng hành từ nhiều năm cho đến nay đã khiến toàn bộ tuyến kè đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Cứ chập tối, gọi là cứ về tối mới lại sáng rồi 5 rưỡi tôi ở nhà tôi đi ra nghỉ sông là bắt đầu thấy một dải thuyền hút cát ở cái khu tư dưới chỗ đằng cái gọi là thứ bảy của xuôi. Gọi là những tàu cứ dải, vài cái tàu nó dải như đêm cũng thế. Còn đây là một trong 5 vị trí sạt lở nguy hiểm thuộc bờ sông Đáy và sông Bùi mới được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban bố tình trạng khẩn cấp. Hiện nay, nhiều vị trí sạt sún đã chớm đến mặt đê. Nếu mùa mưa lũ năm nay lặp lại hoặc cao hơn đỉnh lũ của năm 2019, thì nguy cơ tràn và vỡ đê tại đây là rất có thể xảy ra. Trên khu vực xóm 8, xóm 9 có khoảng 50 hộ dân. Đấy là hàng năm là nước to, là nước có tràn vào trong là các cái hộ dân ở, rất nguy hiểm. Để ứng phó, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã chỉ định thầu một số đơn vị tiến hành nghiên cứu lập phương án thiết kế thi công xử lý sự cố trên tuyến sông Đáy, sông Bùi. Trước đó, điểm sạt lở gây tràn đê tại xã Thái Bình đã được khắc phục. Khu vực sông Bùi sông Tích ấy, thì trước đây đã xảy ra cái hiện tượng là lũ lập úng. Trong năm nay khi mà có lưu lượng mưa xảy ra năm ngoái thì chắc chắn là sẽ không bị ngập úng. Và các tuyến sông đó, các tuyến đê đó đã được đầu tư nâng cấp và nâng cao trình.
Qua kiểm tra và theo dõi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng xác định còn 4 điểm đê kè cấm tại các huyện Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ, Sóc Sơn và 12 vị trí đê xung yếu cần lập phương án bảo vệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại một số điểm xung yếu nói trên vẫn còn tình trạng khai thác cát trái phép mà chưa được các lực lượng chức năng ra quân ngăn chặn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.